Sáng nay Trung tiến hành lật ba cái chậu chứ bằng 40 lên làm miệng nha bạn. Rồi mình dùng cái lưỡi cưa với bạn, mình cạo cái miệng, cạo lấy láng cái phần miệng nè để mình vuốt bọc nha bạn. Những cái hồ dư nó còn dư đây nè, mình chỉ cạo đây, cạo như nó bằng thẳng như nha bạn. Cái chậu mình nó còn mịn nha bạn, mình cạo rất là nhẹ nhàng, mới quen qua lật lên nó rất là mịn, dễ cạo. Mấy chỗ nhỏ này các bạn lật thoải mái nha. Rồi sau thì trước là sau mình lật thoải mái. Nó dễ làm. Cạo miệng xong thì các bạn dùng chổi các bạn quét cát cho nó sạch sẽ bên trong cái lồng nha bạn, để mình đem ra ngoài mình làm miệng. Rồi bây giờ chậu mình đã xử lý cái miệng nó láng nó sạch rồi. Đó, lòng trong mình cũng quét cát sạch rồi. Thì các bạn chọn cái hồ dầu nè cho nó đặt nó sạch sạch nha bạn. Xi măng này xi măng tốt không có đóng cục chết nha, để mình vuốt bọc cho nó láng. Bây giờ các bạn quét qua mỏng một lớp bên trên cái dành miệng nha bạn, để mình kéo bọc.
Đi sau khi quét miệng xong các bạn pha cái hồ dầu cho nó lỏng ra, mình quét luôn cái lòng chậu nha bạn. Rồi các bạn dùng cái miếng bọc nha bạn, gấp đôi lại, bên dưới các bạn gấp cho dư chút xíu. Rồi mình tiến hành mình vuốt bọc thôi. Thế thì những cái chậu cháo bằng chúng đã làm miệng xong nha bạn. Đó thì cơ bản là làm như này là được rồi. Mình sơn lên nó là đẹp nha bạn. Chỉ cần kéo qua một quận hai quận thôi, nó lấy bóng như thế là đẹp nha bạn. Đó, đó. À, xong nha bạn, lọc lên với mình xử lý sơ sơ vậy là chậu mình rất là đẹp rồi. Thì Trung chưa có làm đôn nên là chưa có để lên. Thì Trung sẽ làm cái đôn với cái dĩ nữa để lên cho các bạn xem luôn nha. Hôm nay Trung tiến hành lên cái phần đôn, cái phần dĩ của chậu chế bằng 4 tấc nha bạn. Thôi lòng cát Trung đã quay trước rồi, thì bây giờ Trung tiến hành lên hồ. Thôi, cái dĩ các bạn chế có lớp hậu dầu nha bạn, để sau này mình lật cạo làm láng nó dễ dàng. Tiếp theo cái dĩ các bạn chế có lớp hậu cát lỏng nha bạn, để vô kẽm.
Rồi bây giờ tiến hành đi hột dầu nha bạn. Đó, hai cái dĩ cái đồ đó lên hình rồi đi hột dầu mình, cho nó bóng mình lấy con ga là xong nha bạn. Rồi cái phần đôn dĩ chúng ta đi hột dầu xong nha bạn. Bây giờ tiến hành cắt cái hột dư, mình lấy hột dư ra cho nó sạch sẽ. Hột dư mình có thể tận dụng lại mình làm những cái đôn hoặc là cái dĩ tiếp theo nha bạn.
Thì đây là cái đôi cái dĩ cũng đã làm hoàn thiện nha bạn. Thì hai này nó cũng nhỏ, nó cũng ít hồn nên mình làm rất là nhanh nha bạn. Ngày mai chúng tiến hành lật lên cạo cái dĩ và cái chậu lên cho bạn xem nha. Hôm nay chúng tiến hành lật cái đôn với cái dĩ lên để cạo, và cạo xong sạch sẽ chúng đem ra ngoài, chúng để cái chậu chế bằng 4 lên cho các bạn xem nha. Thì cái dĩa các bạn cạo xong rồi, các bạn pha cái ít cái hồ dầu lỏng nha bạn, để mình quét cái lớp hồ dầu trên cái mặt dĩa cho nó láng đó. Thì cái dĩa chúng đã cạo láng bằng cái lưỡi cưa xong, thì các bạn pha cái hồ dầu các bạn quét lên nó cho nó đẹp nha bạn đó. Quét nó chút xíu là đẹp lắm, sơn nó cũng đỡ hao nữa, đỡ hao nước sơn, quét bỏng qua lớp là nhìn nó đẹp dĩa rồi. Chứ mình để gì cũng được nhưng mà nó hơi xấu nha bạn đó, quét cho nó đẹp luôn. Mình làm cho nó đẹp mà, nên mình làm cho nó tới nơi tới chốn luôn đó. Đó là cái dĩ với cái đôn của cái chậu cho bằng 4 thì chúng đã làm hôm qua nha bạn. Hôm nay dở lật lên rồi đem ra ngoài luôn, giờ chúng lấy cái chậu để lên cho các bạn xem luôn. Đó thì đây là mẫu chậu chế bằng 40 chúng đã làm hoàn thiện. Thì nó gồm cái phần chậu là phần đôn, dĩ và cái phần chậu. Cái chậu 4 này cũng nhỏ thôi nên các bạn chọn cây nó cũng phù hợp nha bạn, để mình trồng cái chậu lên cho nó đẹp. Thì kích thước của chậu chế bằng thì có từ 40 cho tới 1 mét. Các bạn nào thấy cái mẫu nào các bạn ưng ý, bạn có nhu cầu mua khuôn, các bạn liên hệ với Trung. Thì số điện thoại Trung đã để trên cái màn hình video. Kích thước thì nó lọt lòng 4 tấc cái chậu này. Và cái chiều cao là khoảng tầm 50 nha bạn. Đó thì dĩ đôn như thế, chậu như thế thì chúng ta cũng đã chia sẻ rồi. Thì video tới đây thì cũng xin kết thúc nha. Thì cuối video thì chúc các bạn và quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.